Chào mừng các bạn đã quay trở lại với MA Channel và có thể là kênh của Hùng Review nữa. Thì ngày hôm nay mình sẽ lên cho anh em một con tai nghe để đáp ứng được 3 tiêu chí. Thứ nhất là thiết kế của nó đẹp, độc. Thứ hai là nghe nhạc ngon. Thứ ba là con này chơi game cũng cực kỳ ok anh em nhé. Đây là con Langdon Theta. Nếu như anh em nào mà hay lên mấy trang như kiểu Sope hoặc anh em lên mấy trang như kiểu AliExpress hoặc 1688, Taobao gì chẳng hạn, thì cái con này ở thị trường nước ngoài nó khá là hot, nhưng mà ở Việt Nam thì chỉ có một vài nơi bán. Thế nên là mình đã quyết định là mua một em đấy, và thậm chí là nhập về cả vài trăm em để phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng của anh em. Và với con này thì sau khi mà mình nghe xong, mình trải nghiệm xong thì mình thấy rằng nếu anh em có những nhu cầu như mình đã nói thì con này hợp lý phết. Còn cụ thể thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn nhé. Trước khi bắt đầu video này, đường link mua hàng của sản phẩm Langdon Theta mình sẽ để ở ngay phần mô tả và bình luận. Anh em nhớ bấm vào link mua nhé. Hiện tại thì sản phẩm này đang được bán ở Cam Store. Mức giá của sản phẩm này nếu anh em mua ở Lazada hoặc Shopee, nếu anh em search từ khóa là Langdon Theta thì nó vẫn sẽ ra, nhưng mà giá ở trên những trang đấy thì nó sẽ rơi vào tầm từ 475 đến 540 ngàn. Nhưng mà nếu anh em mua ở Cam Store thì mức giá chỉ là 359 hoặc 349 thôi đó, và anh em có thể áp thêm cái voucher. Anh em mua tại Việt Nam thì bảo hành các thứ nó thoải mái hơn, còn anh em mua ở Trung Quốc hoặc anh em mua kiểu các trang nước ngoài thì bảo hành hơi mệt. Rồi, còn bây giờ thì đi vào thôi. Đầu tiên ấy, mình thích con Langdon Theta này một cái là thiết kế cái phần vỏ của nó, cái phần hộp của nó, cái phần packing của nó rất là đẹp và khác bọt so với những con tai nghe giá rẻ mà anh em thường thấy. Tại vì cái tụi giá rẻ mà anh em thường thấy ấy, thì thường nó chỉ đóng vào cái hộp nhỏ nhỏ nhựa nhựa hoặc là cái hộp cạc tông nhìn để tiết kiệm chi phí thôi. Còn con này, nhà sản xuất là đúc sẵn một cái hộp từ chất liệu là nhựa trong suốt, nhìn nó đẹp hẳn hoi luôn đó. Và bên dưới thì chúng ta sẽ có đầy đủ, bên ở đây thì nó sẽ sâu hết toàn bộ thông tin của tai nghe bên trong nhỉ? Như là hai phần housing này, cái phần vỏ cây ở bên trong này đó, Langdon Theta, mọi người thấy không ạ? Những thông tin như là con này thì cũng sẽ có được chế độ độ trễ thấp này, pin của nó sẽ khoảng tầm 21 giờ sử dụng liên tục này, có chế độ chống ồn ENC này, và con này thì nó sử dụng một lần sạc khoảng tầm 6 tiếng đấy. Đầy đủ thông tin ở mặt sau, và anh em chỉ cần là bóc ở cái vị trí này thì các bạn sẽ mở được cái con tai nghe ra. Nhớ là đừng có đập nhá, hãy bóc cái vị trí đấy là nó có thể ra được rồi. Và khi các bạn mở ra, các bạn chỉ việc là tuốt cái lươn đấy, sau đó các bạn sẽ lấy hai con tai nghe và cũng như là cái housing ở bên trong. Nói chung là ở ngay cái phần housing thiết kế của tai nghe thôi là mình đã thấy đẹp rồi. Còn ở bên dưới ấy, thì các bạn sẽ có ở đây là một cái phần phụ kiện, anh em nhớ là rút xong rồi đừng bỏ nha. Phụ kiện bên dưới thì bạn sẽ có một cái tập sách hướng dẫn sử dụng của Langdon Theta này. Các bạn sẽ có một cái dây sạc, tại vì cơ bản là cái con này thì nó là tai nghe earbud nên là làm gì có núm để mà tặng thèm. Rồi, còn về con Langdon Theta TG11, ra thì cái mã full của nó là Langdon Theta TG11. Thì cơ bản bây giờ mình sẽ lấy ra để cho mọi người xem cái phần housing, và cũng như là cho mọi người xem được cái gì ạ, cái thiết kế của cái phần cây của em nó. Với con Langdon Theta này, cái điểm mình thích ấy, là thiết kế cái phần vỏ cây này hay là cái phần housing của nó thì nhìn nó khá tương lai, nhìn nó khá đẹp và độc. Nó không giống so với lại những cái con tai nghe True Wireless mà anh em thường thấy có mức giá khoảng tầm là 300-500 cành. Đây, còn về cái phần housing bên trong ấy thì anh em thấy rằng cái housing của con này nó thiết kế theo cái kiểu dạng earbud. Đó, phần mặt sau của nó thì sẽ không có núm đâu, nên là phù hợp cho những anh em nào mà chúng ta thích các thể loại đeo tai nghe thoải mái, không đau tai và nó không gây khó chịu khi mình đang sử dụng trong thời gian dài. Đó, bên dưới thì bạn sẽ cũng sẽ có hai cái chấu sạc ở đây này, chấu sạc tiếp xúc trực tiếp với cây. Cái phần driver loa con này thì sẽ là driver loa 13.4 mm. Cảm ứng thì con này nó sẽ có cảm ứng ở ngay đây nha. Cảm ứng ở ngay đây khá là nhạy. Bên dưới các bạn sẽ có cái phần là đèn LED thông báo. Thì cái này khi bạn bỏ vào cây hoặc rút ra hoặc là khi chúng ta reset tai nghe thì nó mới sáng thôi, chứ còn bình thường thì nó sẽ không sáng đâu anh em nhé. Đấy, mình sẽ bỏ vào cây đóng lại này. Đấy, và khi các bạn bỏ vào cây này, các bạn đóng nắp mở nắp này, thì hai cái phần đèn LED của tai nghe nó sẽ báo cho chúng ta cái tình trạng sử dụng. Đấy, nếu mà đèn LED cả hai tai sáng thì chắc chắn là chúng ta sẽ kết nối được rồi. Còn nếu mà đèn LED của hai tai nó tối hoặc là một bên sáng một bên không ấy, thì khi mà chúng ta mới mở này, đó mà một bên sáng một bên không ấy, thì nó là sao ạ? Nó là đang bị hỏng một bên đấy các bạn ạ. Và chúng ta cần kiểm tra lại phần chân sạc. Còn ở phía sau ấy thì bạn sẽ có một cổng Type-C này. Đấy, cái cây này thiết kế theo kiểu là màu đen trắng nhìn rất là đẹp. Và cây này nó sẽ là nhám nhá. Nhám nhá, nó không có dễ xước và cũng như là ít bám mồ hôi hơn, đẹp hơn. Rồi, còn bây giờ thì mình sẽ mở ra kết nối thử. Thì với con này nó sử dụng Bluetooth là 5.3 và nó cũng sẽ có gì ạ? Nó cũng sẽ có cái codec kết nối là AAC nha các bạn, tức là âm thanh tiêu chuẩn âm thanh chất lượng cao rồi. Còn khi kết nối xong thì các bạn muốn nghe một tai thì nó vẫn có thể nghe được này. Đấy, nghe một tai nó vẫn kết nối này. Hoặc là nếu các bạn muốn nghe một tai còn lại thì con này vẫn có thể kết nối hoàn toàn bình thường. Đấy, thấy không ạ? Còn một số con tai nghe thì khi mà chúng ta kết nối
rút con tai nghe chính ra và cắm vào ấy, thì nó không kết nối được với con phụ mà chỉ nghe được một bên thôi. Rồi, còn về khả năng kết nối thì con này nó kết nối được với điện thoại Android, kết nối được với iPhone hoặc là kết nối với tất cả thiết bị đều bình thường. Anh em cũng có thể kết nối được với cả laptop, PC hoặc TV nếu như mà phù hợp với nhu cầu của mình. Ở bên Trung Quốc ấy, thì chúng nó bảo rằng là con này có app, nhưng ở Việt Nam thì mình đã tìm lòi con mắt ra luôn rồi, nhưng mà nó không hề có app và không có cách nào để kết nối được với app này cả. Nên là về cái phần kết nối app ấy thì mình xin phép là bỏ qua nha. Nó có một cái app có tên là Langdon, nhưng nhà sản xuất thì bảo rằng là con này có kết nối app, kể cả trên trang chủ của nó cũng có, nhưng mà mình về đã thử nhiều cách rồi, đã tìm nhiều cái app để kết nối nó với nó rồi nhưng mà hoàn toàn không được. Nên là vì phần này thì mình đang cho nó một điểm trừ. Tuy nhiên thì mình thấy rằng có app thì nó cũng không giúp chúng ta thêm được nhiều cái lắm, tại vì cơ bản là những thao tác sử dụng của con này hoặc là cách mà chúng ta sử dụng con này thì nó cũng đã đầy đủ rồi. Về cái phần là cảm ứng ấy, thì với con Langdon Theta TG11, con này nó sẽ hạn chế được cái việc là chúng ta chạm nhầm. Tức là với những cái con tai nghe mà các bạn thường thấy thì nó sẽ là chạm một lần là gì ạ? Là tạm dừng. Còn chạm hai lần là nó sẽ là nick bài, đúng không? Thì con này nó không phải là kiểu đấy. Chúng ta chạm hai lần này, nó sẽ là tạm dừng, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ chạm hai lần, nó sẽ là chết, mình nhấm ba lần rồi. Đấy, chạm hai lần nó sẽ là phát bài và ấn giữ 1 giây ở bên trái hoặc bên phải để nó nick qua bài, nó chuyển bài vân vân và mây mây, thì nó đơn giản hơn và nó tránh được tình trạng là đôi lúc chúng ta cua tay nhầm hoặc đôi lúc chúng ta chạm nhầm với phần cảm ứng này. Và thao tác cảm ứng của con này khi mà anh em chạm 3 lần bên phải 1 2 3 thì nó sẽ bật trợ lý ảo, còn nếu anh em chạm 3 lần bên trái thì nó sẽ 1 2 3, nó sẽ bật cái game mode và nó sẽ kích hoạt cái độ chế độ là độ trễ thấp lên. Cái game mode của nó, độ trễ của nó chỉ hoàn toàn là 60 mili giây thôi, thì 1 giây nó sẽ là 1000 mili giây và 60 giây nó là 1/15 của 1 giây, tầm 1/15 của 1 giây. Thì mình cũng đã có thử test cái độ delay của em nó rồi, nói chung là khá là thấp các bạn ạ. Một chút nữa thì mình sẽ demo cho các bạn một cách chi tiết hơn. Còn nói về phần chất âm ấy, thì mình đã nghe thử cái con Langdon Theta TG11 này, thì mình thấy rằng là đây là một trong những con tai nghe earbud mà nó làm khá cân bằng. Tức là với những con tai nghe như kiểu in-ear trong tầm giá thì nó đẩy nhiều về phần bass. Đó, những con tai nghe gọi là tai nghe earbud khác trong tầm giá thì nó đẩy nhiều về cái phần là treble và mid, còn nhiều khi có gây chói. Con này thì mình thấy nó làm cân bằng hơn. Tức là bass con này cũng có, bass con này khá căng, nhưng mà điểm chung của những con tai nghe earbud ấy, đó là bass nó không có độ sâu, thì con này cũng vậy. Tức là anh em nào mà thích kiểu tiếng bass nó phải sâu và thiên về cái phần sub bass thì cái con này nó chưa phù hợp lắm. Còn nếu như anh em cần đeo thoải mái, bass làm căng để anh em có thể là nghe, đặc biệt là nghe nhạc remix hoặc nghe rap Việt hoặc là ADM được, thì con này vẫn có thể đáp ứng được. Nếu mà so với những con tai nghe gọi là in-ear trong tầm giá thì con này cũng được khoảng tầm 8-9 phần. Nhưng cái điểm nổi bật nhất của con này là con này nghe rất là sáng. Anh em nghe những cái bài cover, anh em nghe những cái bài bolero, anh em nghe những cái bài mà chúng ta cần có nhiều cái chi tiết, có nhiều cái nhạc cụ nó lẫn vào nhau, thì con này nó tách các giải âm thanh gọi là khá là chi tiết đấy. Gọi là những con tai nghe khác nó bị lẹm vào nhau, nó mất chi tiết, thì con này nó tách các giải âm này, đấy, sân khấu âm thanh của nó sẽ rộng hơn và nghe nó trong hơn, nghe các giải âm cao cực kỳ là trong luôn. Đặc biệt khi mình nghe bolero, khi nghe cái bài là Khi Tôi Là Tôi của Như Quỳnh ấy, thì con này nghe nó rất là trong, không có hề bị chói, trap ở cái phần là trống này hoặc là cái phần guitar này. Đó, nút nào thì nghe ra nút đấy. Còn về cái game ấy thì thực sự mình thấy rằng là trong game thì con này nó sẽ hơi thiếu cái độ sâu của bass một chút xíu, nên là việc chơi PUBG thì ở cái những cái phần như là Red Zone nó nổ xuống ấy, mình cảm giác là nó không được phê lắm. Đáng lý nó phải phê hơn thì chơi game nó ok. Đó, nhưng mà được cái là âm thanh con này nó chi tiết tốt, nên là những cái âm tiếng súng nhỏ nhỏ, tiếng súng lục hoặc tiếng mà chúng ta bắn M4 AK gì đấy thì nó lại đẩy lên cao và anh em có thể xác định được tiếng súng ok hơn. Và nói về khả năng đàm thoại thì con này có 2 mic thôi các bạn. Mỗi mic của nó sẽ nằm ở ngay cái vị trí này, nó sẽ định hướng về cái phần miệng của chúng ta tốt hơn. Và khi mà chúng ta đeo vào tai ấy, thì con này đàm thoại khá tốt nha. Mình sẽ bật một cái đoạn video mà mình đã thu âm từ trước để mọi người nghe thử nhé. Đây là cái đoạn âm thanh mà mình đã thu từ con Langdon Theta này trước khi mà kết nối với iPhone. Đây là âm thanh được thu từ tai nghe Langdon Theta TG11. Đấy, anh em tự nghe, tự đánh giá để xem là cái chất lượng, gọi là cái chất lượng cái phần thu âm của nó nghe có ổn hay không nhá. Thì cơ bản mình thấy rằng là con này thu âm thì nó khá ổn rồi. Với khả năng đàm thoại của một chiếc tai nghe khoảng tầm 300 như vậy là ok rồi. Nó đủ to về cái phần âm lượng để khi mà các bạn nghe gọi hoặc là combat trong game thì có thể là combat bằng móm cho nó căng hơn. Đấy, nhưng mà nó chỉ có một mic ở mỗi tai thôi, nên là về lọc tiếng ồn, nên mà chúng ta di chuyển nhiều,
chúng ta chạy xe các thứ thì chắc chắn là nó sẽ không ngon được những con tai nghe 4 đích hoặc là 6 mít. Rồi, còn về cái phần độ trễ, anh em nghe thử giúp mình cái độ trễ của con này nhé. Ok, mình đã bật cái game mode lên rồi và bây giờ thì mình sẽ test tiếng độ trễ của nó cho mọi người xem nhé. Khá thấp ấy, rất là thấp. Đấy. Con này mình đang bật âm lượng ở mức to nhất, hy vọng là các bạn có thể nghe được. Thật sự là mồm con này, cái âm lượng con này rất là lớn. Âm lượng con này cực kỳ lớn luôn. Anh em mà nghe thì chỉ nên bật ở mức là 60%, 70% thôi. Ok, và combat này. Mình đang nghe một tai nên là xác định hướng hơi khó, chủ yếu là test về độ delay nha các bạn. Ui. Nghe tiếng chân, nghe tiếng chân. Ui. Độ cái con này thấp hết đấy. Nghe tiếng chân nhiều vậy. Rồi, tiếp theo là về phần pin. Thì như nhà sản xuất công bố, pin của nó sẽ nghe được khoảng tầm 6 tiếng. Nhưng thực tế thì mình test khoảng tầm 5 tiếng, loanh quanh khoảng tầm 5 tiếng là ở cái mức 80% là vẫn có thể nghe được. Còn nếu như anh em bật ở mức là 60% hoặc 50% thì vẫn có thể lăn lên đến là 5 tiếng như đúng như nhà sản xuất công bố. Và thời lượng pin tổng thể của con này như họ công bố là khoảng tầm 21 tiếng. Nhưng thực tế thì con này nó sẽ rơi vào khoảng tầm đâu đó là 18 đến 20 tiếng. Thì mình thấy rằng là cũng ở cái mức là quá ổn áp cho một con tai nghe như thế này rồi. Con này thì mình cũng đã sử dụng được khoảng tầm 1 tuần. Và cá nhân mình đánh giá là nếu như anh em đang cần một con tai nghe nếu thiên về bass nhiều thì đừng mua con này. Đó, anh em chỉ có quan tâm đến bass thôi thì đừng mua con tai nghe này. Còn nếu anh em cần một con tai nghe nó cân bằng, anh em cần một con tai nghe nó đeo thoải mái, chất âm sáng, chơi game ngon, thời lượng pin ở mức là vừa đủ, thì với con Langdon Theta TG11 này, nó là một trong những cái mẫu tai nghe rất là sáng giá rồi. Và con này mà so sánh với những con tai nghe AirPods Fake mà tầm 200-300 ấy, thì mình tin chắc là chất lượng âm thanh của nó sẽ vượt trội hơn và về độ trễ chơi game của nó cũng sẽ ok hơn. Rồi, các bạn nghĩ sao về Langdon Theta TG11? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye anh em.